Hello, chào các bạn nha. Thì mấy hôm nay mình quay review cho các bạn cái bạch điện tử này kia, nhìn cũng chán nha các bạn. Thì hôm nay mình cờ mua được một cái con máy ảnh nha. Cái này cái máy ảnh này nó chạy cảm biến CCD gì thôi nha các bạn. Cảm biến CMOS á, chứ nó không phải là máy ảnh full frame gì đâu nha. Thì nói chung thì mình cũng nói luôn cho các bạn là cái con máy ảnh này á, thì lúc có thời điểm nó ra mắt là năm 2006 nha các bạn. Tức là cách nay là nó khoảng tầm 17 năm nha. Từ 16 đến 17 năm, tại đầu năm 2023 thì chắc cho nó 16 năm đi. Cái máy ảnh này hiện tại là nó đã ra mắt 16 năm rồi nha các bạn. Nhưng mà cái chất lượng ảnh con này thì mình cũng đã có chụp rồi nha. Thì lớp sau mình sẽ review chi tiết cái tính năng con này nha các bạn. Nhưng mà có một cái bây giờ nó hết pin rồi nè, mình bật không lên nha. Cho nên mình không có giới thiệu tính năng được nha. Nhưng mà phần nữa là nó sử dụng pin AA các bạn. Pin 2A tức là pin 2A đây. Thì cho nên mình không có pin này, hiện tại mình hết rồi. Mình gắn cái pin của cái AA thường của mấy các cái pin mà hay sử dụng cho các cái mít không dây vô sử dụng không có được các bạn. Mình vô mình bật máy vài cái là tự động nó báo hết rồi. Mình mới tìm được cái bộ pin này để mình sạc cho đầy rồi mình gắn mở coi sử dụng được nha. Thì pin 2A thường mình gắn mình chụp chắc được khoảng tầm 3 đến 5 tấm gì đó là nó sẽ hết pin nha các bạn, không có sử dụng được nha. Thì mình review sơ sơ cho anh em cái con này ngoại hình của con này nha. Thì cái con này nó được thuộc cái dòng power sọc A630 nha các bạn. Thì ở đây nó có một con nữa, tức là nó A640, nó hai con ra mắt chung luôn nha các bạn. Con kia nó 10 megapixel, còn con này 8 megapixel. Thì con này nó zoom quang được 4x nha các bạn. Zoom quang được 4x. Zoom điện tử thì như nó được 4x nữa hay gì đó, là tổng cộng là 8x. Như mình nhớ không lầm nó tương đương với ống 55 60 80 hay gì á, mình nhớ không lầm vậy á. Thì máy ảnh này cũng có gần lắm đâu. Mày cũng biết sơ sơ thôi. Thì được cái con này á các bạn, nó khá là đầy đủ nha. Nó làm như máy ảnh cơ đó các bạn. Nó có chế độ chỉnh tay nè, tay này chỉnh đầy đủ lắm nha các bạn. Cái phơi sáng của nó là nó chỉnh được là mình nhớ không lầm là nó tới đến 15 giây lần nha các bạn, 15 giây. Thì con này mình mở mình chụp được vài tấm thôi nha. Nhưng mà nó hết pin nè. Lúc sau mình chế pin ngoài cho nó rồi mình sẽ chụp cho bạn xem nha. Chất lượng ảnh con này nó khá là ok nha các bạn. Chụp xong á thì các bạn học kỳ cơ bản thôi. Mình chỉnh sửa sơ sơ bằng cái phần mềm mặc định ở trong cái iOS có sẵn á, là nhìn nó rất là ok nha các bạn. Mình đang sử dụng cái con SE 2020 iPhone đó, là nó chụp mình khi mình zoom hình lên là cái con này nó chụp hơn cái con SE 2020 mình nha các bạn. Thì con SE 2020 là nó cao nó 12 MP nha các bạn. Và tính cái con 8 MP nó chụp đẹp hơn luôn nha các bạn. Nhưng mà chỉ mình đẹp hơn một số cái điều kiện nhất định thôi nha các bạn, chứ nó không phải là nó đẹp hơn tối đa đâu. Tại cái máy ảnh này chụp xong nhìn cái nước ảnh nó ra nó xấu lắm, mà phải hậu kỳ sơ sơ là nhìn mới đẹp được nha các bạn, chứ để auto chụp nó xấu lắm. Nhưng mà cái chụp ra nó không có bị vỡ, các bạn zoom lên nó không có bị vỡ nha. Thì sơ nó vậy thôi. Cái con này nó có cái ấm ngắm cơ nè các bạn, đây đấy, nó ngắm cơ nha. Cái này cơ luôn nha các bạn, nó không có cái chỉ số gì đây đâu, nó chỉ gật đúng cái khung hình mình thôi, nó không có chỉ số gì đây đâu, nó ngắm cơ. Chỉ còn cái màn hình này đặc biệt một cái là cái màn hình nó xoay lật được nha các bạn. Đây đây mình bẻ màn hình ra cho các bạn xem, đây nó quay lên trước mình cầm mình selfie được nha các bạn. Đây đấy, đặc biệt vậy nha, mình tới là luôn được nha các bạn. Đây. Có thể mình để góc nhìn như thế này. Mấy con này màn hình mình thay bản quang đi lỗi các bạn, nó bị âm bản nha, nó bị âm bản. Để mình mở lên cho các bạn xem thì kiểu như mình nhìn sáng sáng mới thấy, chứ còn nhìn thực đây nhìn thực diện không thấy các bạn. Nhìn sáng sáng cho các bạn xem này, nhìn xéo xéo nói chung nhìn được. Cái này chắc có thể mình mua cái phản quang gì mình làm lại nha, chắc cũng có thể mình không làm lại luôn, tại mình dự định là sẽ bán con này, mình sẽ bán con này cho các bác nào mà đam mê, chứ mình thì không có đam mê cái này lắm. Cũng đam mê các bạn, nhưng mà mình cũng sẽ không có giữ lại đâu, tại vì có nhiều bác đam mê con này thì mình dừng lại, chứ mình không có giữ mấy con này lại nha. Thì cái con này mình cũng có chụp dài sọt rồi, chất lượng ảnh khá là ok đến thời điểm hiện tại. Đây ngoại hình này còn khá mới nha các bạn, này về vệ sinh lại để mà trưng bày diễn cái cũng khá là ngon luôn á. Thì lúc mình mua vậy để có mất ốc là mình dặn ốc khác vào đỡ nha các bạn. Đây ở đây thì nó có cái cổng AC in rồi các bạn, với cái cổng USB 2.0 nha. Cổng này cổng jack 3.5.
cái cọc này cũng DC này, như DC này cắm nguồn vô xài được tiếp được hay sao á, để mình kiếm nguồn mình cắm vào thử, mình xài thử thôi nha. Con này cũng mới lấy về thôi, cầm khá là đầm tay nha bạn, đầm tay lắm. Nó có cái bán cho mình nè, khi mình cầm như vậy nè nó khá là đầm tay. Cái này mình sử dụng mình đi mình chụp nó khá là nghệ nha các bạn, nó khá là nghệ, tôi còn nghệ luôn nha, cảm giác chụp nó rất là thích luôn, chứ không phải như điện thoại mình đâu, chụp nó hoài niệm lắm, nhỏ gọn. Thì mình cũng mua nhiều cái con này, nhiều khi mua cái tầm chục con về mới sử dụng được con các bạn, mấy con mà kiểu như máy ảnh du lịch nhỏ nhỏ như mấy con này nè, con này mình chế pin nè, con này chụp cái con này nè thì chụp đẹp hơn cái con dưới này nha bạn. Cái con này mình chưa biết ra mắt năm nào, mình chưa có để ý nữa, nhưng mà cái con này cái cam nó là 10 mê nha, chụp là nó đẹp hơn con này nha các bạn. Để mình mở lên cho các bạn xem nè, cái con này chụp đẹp hơn rồi đó. Nhưng mà con cái con này nó không có tính năng đâu, nó không có tính năng như con này đâu. Cái con này mà nếu các bạn chịu chỉnh, các bạn hiểu về máy ảnh này, các bạn chụp đẹp hơn cái con này nha. Còn nếu mà để so về chế độ auto thì cái con này nó sẽ đẹp hơn nha. Mình bật lên cho các bạn xem. Đây. Nếu mà cái con này có lỗi nhỏ, nó bị hư cái nút lấy nét này nè, nó bị cứng nè, cũng chưa tháo xử lý nữa. Đây cái con này. Nhưng mà cái con này giờ chế độ auto thì nó sẽ đẹp hơn cái con dưới này. Nhưng mà con dưới này các bạn em hiểu máy ảnh thì chụp nó đẹp hơn nha. Nó can thiệp sâu vào cái thông số được. Con này không có chỉnh được cái gì đâu. Các bạn không có chỉnh được cái độ phơi sáng hay là gì, không có chỉnh được đâu. Thì lúc sau mình sẽ review chi tiết về con này nha. Thì mấy cái này cổ cổ thì cũng khá là thích nha các bạn. Thì mình mua nó cần cả chục con nó mới được một con sử dụng được nha các bạn. Chứ nhiều khi nó không phải là mua cho để sử dụng được đâu. Cho nên mình mua thì cái con này mình cũng nói luôn các bạn, nó chỉ vài chục k thôi, nó vài chục k thôi. Nhưng mà mình nhiều khi mình mua nó rất là nhiều mới được một con. Mấy con kia về mua thì mình cũng tháo bung hết à. Mình tháo bung hết, mình để dành các linh kiện mình sửa cho cái con sau này á. Cho nên thì mình mua vài chục k, chứ nếu mình thanh lý cũng không có vài chục k đâu nha, mình nói trước nha. Tại mình mua nhiều lắm mới được con thôi, chứ không phải là mua một con là giờ nó sử dụng được ngay đâu. Hoặc là mua chục con là nó sử dụng được chục con là không có gì các bạn. Thì lúc sau mình sẽ review chi tiết về các tính năng và cái chất lượng ảnh của nó đi. Thì clip này mình tới đây thôi các bạn, mình quay các bạn xem cái vẻ ngoài của nó thôi. Tại vì hiện tại mình cũng không có pin thử nữa nha. Còn này thật ra mình cầm thích lắm, cầm có cái bán này, mình cầm rất là thích luôn. Mình cầm vậy nè, có cái bán mình cầm thật ra mình chụp rất ok, thậm chí mình nhắm vậy cũng ok. Cái con này thì nói chung cầm không được thích lắm nha. Nó không có cái chỗ cầm, nếu mình cầm mình chụp như thế này, cầm như thế này nha. Nhưng mà nó không có đầm tay mà, cảm giác như nó muốn tuột giờ nào tuột nha. Thì đúng của nó thì mình luồn cái dây vô các bạn, luồn dây vô tay như thế này nè. Thì lỡ mình có chụp mình gớt một cái thì nó không có gớt nha, nó tu không có gì, nó không có gớt nha. Nhưng mà mình cảm giác khi cầm lên tay nó vẫn có không có đá một cái con này cầm tay đá các bạn. Mình cầm gì là nó rất là chắc tay luôn. Thì cái nút lấy nét của nó chỗ này, thu phóng chỗ này, cầm rất là đầm tay luôn nha. Thì cái này các bạn nào muốn tìm hiểu về cái máy ảnh thì có thể mua mấy con này về chơi nha. Nó rất là đủ tính năng cho các bạn chơi luôn. Nó có phần chỉnh tay nè, chỉnh tay này nó như cái máy ảnh cơ luôn nha các bạn. Nó có thể chỉnh khẩu luôn nha, chỉnh khẩu, chỉnh lấy nét, chỉnh phơi sáng này kia này nọ này, nó rất là nhiều nha. Mình có dọc sơ phơi sáng tận 15 giây mà con này phơi sáng 15 giây nha. Chỉnh cái khẩu như mà mình nhớ là từ 2.8 cho tới mấy chấm này, đây như có để nè, đây nó có để khẩu rồi, ở đây nè, từ 2.8 cho đến 4.1 các bạn. Cái này các bạn chỉnh tay vẫn được bình thường nha, chỉnh tay được phần này luôn nha. Cái này nói chung nó như anh cơ chứ các bạn, chỉnh thang can thiệp rất là sâu vô cái thông số nó luôn. Còn con này vẫn có tính năng quay phim nha các bạn. Đây nè, tính năng này quay phim nha. Nhưng mà mình không có đánh giá cao với cái tính năng quay phim của con này đâu. Tại vì nó có quay được có 480p. Như là 680 x 480 hay 620 x 480 đó. Không có tầm thông số kỹ nữa. Nhưng mà cái con này nó quay phim, mình quay phim thì mình chưa thử nhưng mình nghĩ chắc nó tệ lắm. Tại vì đối với con này nè, khi mà các bạn quay, các bạn lấy nét liên tục, cái ống kính này, ống kính sử dụng cơ, nó sẽ có tiếng kêu. Cái kêu của cái motor lấy nét các bạn, cho nên quay chắc nó không có ngon đâu, không có ngon. Thì clip này mình kết thúc tại đây nha các bạn, clip sau thì mình sẽ review kỹ hơn về con này nha.